Ta cha khảo. Hãy cùng học tiếp bài 26, tương ứng với phần tiếp theo của bài 8 quyền 1. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói từ tổng cộng. Âm hán Việt là nhất cộng. Ý cùng. Y. Y. Cùng. Cùng. Ý cùng. Ý cùng. Ý cùng hãy nhớ từ y là số 1. Khi đi với một từ có thanh 4, phần lớn được đọc thành thanh 2. Y cùng thành y cùng. Tổng cộng mấy cân? Y cùng chỉ chín. Y cùng chỉ chín. Tổng cộng mấy cân táo? Y cùng chỉ xin phính của. Y 一共几斤苹果？